Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình về kit HTML324 Discovery. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái ví dụ tổng hợp, đó là sử dụng chip HTML324 để mã hóa và giải mã dữ liệu, sau đó truyền dữ liệu lên máy tính. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một project sử dụng công cụ QMX. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng chuẩn giao tiếp USB CDC Virtual Comport để giao tiếp với máy tính. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái module USB. Thì để học được bài ngày hôm nay, các bạn cần phải theo dõi để xem cái bài USB CDC trước. Thì đầu tiên như mọi bài, mình sẽ vào mục RCC Reset and Clock Control. Mình sẽ chọn mục Crystal Ceramic Resolator như thế này để cho phép chip hoạt động ở chế độ sử dụng thạch cánh ngoài. Tiếp đến là mình vào mục USB On The Go Full Speed, mình chọn mode Device Only. Sau đó là mình sẽ kéo lên mục USB Device, mình sẽ chọn cái lớp ở đây là Mode Communication Device Class Virtual Com Port. Tiếp đến là sang mục cấu hình clock. Như mọi bài, mình sẽ cấu hình làm sao để cho chip chạy tốc độ 168M, mà mình chọn hệ số chia ở đây là 7 để cho cái đường clock cấp đến bộ USB là 48M là tốc độ tối đa. Tiếp đến là sang bên này, các bạn có thể không cần chỉnh gì cả bởi vì công cụ QMX nó đã thiết lập sẵn các tham số mặc định và chúng ta cũng không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Có chăng là các bạn có thể chỉnh sửa các cái device descriptor này, thay đổi các cái VID, PID, product name các thứ. Tiếp đến là chúng ta tiến hành sync code ra. Ở đây mình đã sync code rồi nên là mình sẽ không sync code nữa. Tiếp đến là chúng ta sẽ tiến hành đi vào lập trình. Thì điều đầu tiên ý, thì mình muốn mô tả lại cái cách mà cái ví dụ này nó hoạt động. Thì điều đầu tiên là máy tính này sẽ gửi xuống cho vi điều khiển 17 byte thông qua chuẩn USB CDC. Trong đó byte đầu tiên của nó sẽ chọn chế độ mã hóa. Nếu mà byte đầu tiên ý, của nó mà bằng giá trị 0x11 thì sẽ chọn chế độ mã hóa. Còn nếu mà byte đầu tiên bằng 0x22 thì sẽ chọn chế độ giải mã. Tiếp theo cái byte đầu tiên thì sẽ là 16 byte dữ liệu. Tùy thuộc vào cái chế độ mã hóa hay giải mã này mà cái chip HTML324 sẽ sử dụng 16 byte dữ liệu này để mã hóa hoặc giải mã. Sau đó chip HTML32 sẽ gửi lên 17 byte. Trong đó byte đầu tiên giống với cái byte mà máy tính gửi xuống, và 16 byte sau là cái dữ liệu đã được mã hóa hoặc giải mã tùy thuộc vào cái chế độ mà người ta chọn ở đây. Thì để làm được ví dụ này thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là chúng ta include cái thư viện as.h. Đây, cái thư viện as.h thì nó bao gồm hai file as.h và as.c. Các bạn phải copy cái hai cái thư viện này vào trong cái mục include của project, được chưa? Include của project. Sau đó các bạn sử dụng câu lệnh include ở trong hàm main.c này. Đồng thời các bạn chuột phải vào mục application user, các bạn chọn vào mục add existing file. Các bạn trỏ đến cái mục include và tìm đến cái file as.c, sau bạn kích vào nút add. Ở đây mình đã add rồi nên là các bạn thấy nó đã xuất hiện ở trong mục này. Đó, ở đây chính là cái thư viện của nó, các bạn có thể kích vào để xem cách nó hoạt động. Tức là cũng cái này cũng rất là phức tạp, không dễ đâu. Rất nhiều các hàm và câu lệnh kinh khủng. Thì chúng ta chỉ lập trình ở mức cao thôi, tức là chúng ta chỉ quan tâm đến việc gọi hàm ra và sử dụng, không quan tâm sâu đến bên trong. Thì tiếp tục là các bạn sẽ include cái thư viện là USB CDC if.h, được chưa? Đây chính là cái thư viện của USB Virtual Comport đấy ạ. Các bạn mở cái mục vào cái mục application user này, mở cái file là USB CDC if.c. Đầu tiên là các bạn sẽ khai báo cho mình một cái hàm là void extern, tức là khai báo theo kiểu extern ấy, void USB CDC ISR. ISR chính là chương trình phục vụ ngắt của USB. Các bạn đã quen thuộc cái hàm này ở cái bài trước rồi. Nó chính là cái hàm chương trình con phục vụ ngắt mình đã khai báo ở bên hàm main.c đây rồi. Đó, các bạn chỉ việc copy nguyên cái hàm này. Đó, mang sang cái thư mục mang sang cái thư viện này và paste vào đây với từ khóa extern ở đằng đầu. Chưa? Sau đó là các bạn sẽ thay đổi cho mình là cái app rx data size và app tx data size là 64. Rất giống bài trước thôi. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi xuống cuối. Chúng ta tìm đến cái hàm là USB CDC Receive Full Speed. Các bạn sẽ gọi cho mình cái hàm USB CDC ISR, truyền cho mình cái mảng buffer vào đây. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ đi đến cái hàm USB CDC Chain Mix.
chúng ta viết code vào mục user code begin 7, chúng ta sẽ viết cái hàm memsp user take buffer book kích cỡ của mảng nguyên 8t nhân với độ dài len. Thì cái hàm memsp này có nghĩa là copy bộ nhớ từ vị trí này sang bộ nhớ, từ vị trí này sang vị trí kia. Trong khi đó thì user take buffer chính là vị trí đích, còn buffer thì là vị trí của nguồn. Cái len này thì chính là độ dài của dữ liệu cần được copy. Thì ở đây là kích cỡ nhân với cả độ dài thì nó sẽ ra là dung lượng, được chưa? Tiếp đến chúng ta sẽ quay trở lại hàm main, các bạn sẽ xem ở đây chúng ta sẽ khai báo vài cái biến như thế này để sử dụng cho cái chương trình mã hóa và giải mã. Đầu tiên là cái biến ACTX, chính là cái biến ASCTX. Các bạn có thể kích vào đây và ấn F12, nó sẽ đi đến định nghĩa. Ở đây chính là một cái structure, tức là một cái cấu trúc, đúng không ạ? Các bạn học ngôn ngữ lập trình C các bạn sẽ biết cấu trúc là một kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa, dùng để mô tả các cái dữ liệu phức tạp, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ khai báo một biến CTX, sau đó chúng ta khai báo biến Y này, biến IV này, rồi cái báo hai biến này thì chưa quan trọng, cái biến key này mới là cái quan trọng này. Đây chính là cái mảng chìa khóa của chúng ta dùng để cho việc mã hóa và giải mã. Một khi có cái key này thì các bạn mới thực hiện việc mã hóa và giải mã thành công. Thì cái key này chúng ta có thể tự đặt cũng được. Thì cái key này có độ dài là từ 00 đến 0F, tức là 16 ba, các bạn có thể đặt tùy ý, được chưa? Sau đó mình khai báo một cái mảng tên là data book, viết tắt của từ data buffer đấy. Cái mảng này dùng để chứa dữ liệu. Thì ở đây mình có ghi chú là số lượng của nó phải là bội của 16, tức là 16 này, 32 này, 48 này, 64 này, vân vân, tức là bội của 16. Thì cái việc mã hóa và giải mã nó mới hoạt động được đúng. Tiếp đến mình khai báo một cái mảng encrypt book, tức là cái mảng chứa dữ liệu sau khi đã mã hóa. Một cái mảng tên là decrypt book, tức là một cái mảng chứa dữ liệu sau khi đã giải mã. Tiếp đến khai báo một cái biến index, biến chỉ số để lấy dữ liệu này. Biến receipt data có giá trị là 17, dùng để nhận dữ liệu từ trên máy tính xuống này. Biến send data cũng có giá trị là 17, dùng để chuẩn bị dữ liệu để gửi lên máy tính này. Hai cái cờ, một là cờ encrypt flag này, một cái cờ decrypt flag này. Khi nào cái cờ này bằng 0 ấy, thì nghĩa là chưa có yêu cầu từ trên máy tính xuống. Khi nào cái cờ này bằng 1 thì chứng tỏ từ trên máy tính đã gửi xuống yêu cầu là mã hóa hoặc giải mã, tương ứng với hai cái cờ này. Rồi, tiếp đến là trong mục main ấy, thì các bạn vào mục user code begin 2 này, các bạn gõ cái hàm ASCTX init, các bạn truyền các tham số như này vào. Thì trong đó cái CTX chính là cái biến chúng ta vừa khai báo, cái IV cũng thế, cái key này cũng thế, cái key này để mã hóa hoặc giải mã. Còn cái key 128 này các bạn bôi đen và ấn F12, các bạn có thấy không? Nó ghi là key len in byte. Key 128 có nghĩa là 16 byte, key 129 nghĩa là 24 byte, key 256 nghĩa là 32 byte. Nó tương ứng với độ dài của cái key này các bạn ạ. Key càng phức tạp thì cái độ mã hóa và giải mã của nó thì cái độ mã hóa của nó càng cao. Thì ở đây mình chỉ đặt key là 16 thôi, thì mình chọn cái key 128 mình sẽ điền vào chỗ này. Đó, tiếp đến là chúng ta chọn chế độ hoạt động, nó là chế độ EBC. Ở đây cái hàm ASCTX init này nó sẽ trả về giá trị nhỏ hơn 0. Khi nào mà nó khởi tạo không thành công thì vậy chúng ta phải kiểm tra này. Nếu mà nó còn nhỏ hơn 0 thì chúng ta đưa nó vào trong cái vòng while 1, bắt nó khởi tạo cho đến khi bao giờ mà nó thành công thì mới thoát ra. Rồi, tiếp đến là trong mục while 1 mình sẽ kiểm tra hai cái cờ. Nếu mà cái cờ encrypt flag này, tức là cái cờ người ta yêu cầu là mã hóa đấy, thì mình vào mình sẽ xóa cái cờ này, xong mình gọi cái hàm này để tiến hành mã hóa này. Đó, tiến hành mã hóa thì cái biến truyền vào chính là cái biến CTX này, cái biến chứa thông tin khởi tạo đấy. Cái biến data book này là dữ liệu trước khi mã hóa này, biến encrypt này là để chứa dữ liệu sau mã hóa này. Còn đây là kích cỡ của cái dữ liệu cần được mã hóa, thì mình sẽ lấy là size of data book, được chưa? Cái này nếu mà thành công thì nó cũng trả về là lớn hơn 0, còn nếu mà nhỏ hơn 0 thì nó sẽ chưa thành công, thì mình sẽ cho nó vào trong vòng while như này để bắt nó là mã hóa đến khi nào thành công thì mới thôi. Tiếp đến sau khi thành công xong ấy thì chúng ta sẽ copy cái phần tử đầu tiên của cái dữ liệu nhận được từ trên máy tính cho vào mảng send data, sau đó copy tiếp theo các cái dữ liệu mà chúng ta vừa mã hóa xong, sau đó chúng ta đẩy lên máy tính sử dụng hàm CDC transmit full speed K
cái biến cần chuyển đi chính là send data. Độ dài ở đây là 17 byte, bao gồm là 16 byte dữ liệu đã mã hóa cộng với 1 byte. 1 byte là chế độ. Chúng ta copy y nguyên cái byte mà máy tính nó gửi xuống. Chúng ta kiểm tra xem nó bằng USB D ok chưa. Nếu không bằng thì bắt nó thực hiện lại, đến khi nào nó bằng thì thôi. Tương tự như vậy thì đây là cái cơ giải mã, cũng giống hệt như ở bên trên thôi, chỉ khác là chúng ta gọi cái hàm AS decrypt, còn ở trên chúng ta gọi hàm AS encrypt. Cái dữ liệu đầu vào nó chính là data book, dữ liệu đầu ra chính là cái mảng là decrypt book, được chưa? Chúng ta cũng làm y hệt như thế và chúng ta gửi lên máy tính sử dụng cái câu lệnh transmit như thế kia đó. Thì quan trọng ở đây là cái chương trình phục vụ ngắt chúng ta sẽ làm. Ở đây bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn là chúng ta nhận dữ liệu ở trình phục vụ ngắt, chúng ta sử dụng một cái biến index này, xong rồi chúng ta đọc ngay cái giá trị của cái book không nó truyền vào, đúng không ạ? Bởi vì là cứ nhận được một ký tự nó đã xảy ra ngắt rồi, chúng ta phải đọc ngay nó thì nó mới cho phép nhận tiếp các ký tự khác. Chúng ta kiểm tra xem cái chỉ số của index này nó đã bằng 17 chưa. Nếu nó bằng 17 rồi thì chứng tỏ là chúng ta đã nhận đủ tất cả các byte dữ liệu từ trên máy tính gửi xuống. Chúng ta sẽ xóa cái chỉ số index này đi. Sau đó chúng ta chỉ copy cái data book. Cái data book của chúng ta sẽ dành cho việc mã hóa và giải mã ấy. Thì bắt đầu từ phần tử thứ 1. Đó, phần tử có vị trí là thứ 1 của mảng receipt data. Còn bởi vì phần tử thứ 0 thì nó chính là cái byte chọn chế độ rồi. Sau đó là tùy thuộc vào cái phần tử thứ 0 như thế này này, receipt data 0 này mà bằng 0x11 thì chứng tỏ người ta chọn là mã hóa, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cho cái cơ encrypt bằng 1 lên. Còn nếu mà cái receipt data 0 bằng 0x22 thì người ta chọn giải mã thì chúng ta sẽ cho cái cơ decrypt bằng 1 lên. Sau đó nó sẽ thoát ra ngoài chương trình phục vụ ngắt và nó sẽ thực hiện ở trong vòng while 1 như thế này. Đó, nó sẽ thực hiện trong vòng while 1, nó sẽ kiểm tra hai cái cơ như vậy. Như thế này là chứng tỏ đã thành công xong rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhấn phím F7 để tiến hành biên dịch cho chương trình. Các bạn click vào nút option này, click vào debug này, click vào setting này. Sau đó click vào flash draft này, click vào mục reset and run này. Ok này. Sau đó chúng ta sẽ lạp cái đoạn code này xuống cho vi điều khiển. Bài ngày hôm nay chúng ta không cần sử dụng chế độ debug. Chưa? Sau khi lạp xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái này xuống. Thì phần mềm điều khiển trên máy tính ấy thì mình đã xây dựng sẵn cho các bạn một chương trình tên là test AS application. Mình viết ở trên ngôn ngữ C# sử dụng Windows Form ở trên Visual Studio. Các bạn, mình sẽ gửi kèm cái project này cho các bạn. Đó, khi các bạn mở cái chương trình này lên bằng Visual Studio, ở đây là bản 2015, thì điều đầu tiên các bạn làm ấy thì chính là các bạn double click vào cái khoảng trống của form không thuộc cái control nào. Đó, thì nó sẽ vào cái mục form load. Ở đây có cái là server port name bằng COM6, thì các bạn phải sửa cái này tương ứng với máy tính của các bạn. Sửa như thế nào thì các bạn vào mục manager này. Đó, thì các bạn click vào mục device manager, các bạn click vào mục com và ltp. Ở đây các bạn đã thấy là mình cắm cái cổng micro usb và cái cổng cn5, sau đó mình cắm vào máy tính thì máy tính nó sẽ nhận ra cái kit ở dưới của mình nó là cổng com ảo, đúng không ạ? Thì ở đây cái máy của mình nó đang nhận là com6, thì mình sẽ đặt tên nó là com6 ở trong cái đoạn code này. Của các bạn có thể nó sẽ là com khác, com2, com3, com4 gì đấy, các bạn phải sửa đây là cái giá trị như thế. Chỉ sửa mỗi chỗ này thôi. Sau đó các bạn chạy cái chương trình này lên bằng phím start. Ở đây mình giới thiệu qua về chương trình, ở đây nó sẽ có 3 cái group box. Một cái group box. Group box đầu tiên đó là dữ liệu gửi đi. Nghĩa là các bạn sẽ gõ 16 byte dữ liệu vào đây. Nó là ở dạng decimal, tức là dạng số thập phân đấy ạ. Ở đây các bạn chỉ gõ được số thôi. Các bạn cố tình gõ chữ thì nó cũng không cho phép gõ chữ được. Nó gõ số. Còn hai cái group box ở dưới thì nó là dữ liệu sau mã hóa hoặc là dữ liệu sau giải mã. Và hai cái ô này các bạn chỉ đọc thôi, không có quyền ghi hay là sửa gì ở đây. Ở đây là cái nút chọn chế độ mã hóa hoặc giải mã. Ví dụ ở đây mình muốn chọn cái chế độ mã hóa, được chưa ạ? Thì mình sẽ gõ dữ liệu vào đây. Ở đây mình mặc định sau khi khởi động lên form nó sẽ cho cái dữ liệu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến 16 như thế này để mình test. Sau đó mình chọn chế độ là mã hóa này, xong mình kích vào cái nút gửi dữ liệu này. Đó, thì nó gửi dữ liệu xuống vi điều khiển và vi điều khiển thực hiện mã hóa cái đoạn dữ liệu này. Sau đó nó sẽ gửi trả lên là cái đoạn dữ liệu nó đã được mã hóa như thế này rồi. Đó, các bạn thấy không ạ? Mình không thể nào sửa hay xóa được nhé. Đó, thì sau khi được cái dữ liệu mã hóa này rồi thì các bạn có thể làm có thể test lại bằng cách là lấy dữ liệu mã hóa này đẩy lại xuống và bảo nó giải mã xem nó có đúng ra cái dữ liệu gửi đi không.
Ở đây các bạn nhìn nhá, dữ liệu gửi đi của mình là các số nguyên từ 1 đến 16 đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đẩy đi cái dữ liệu mã hóa này. 8 này, 146 này. 8 này. 86 này. Mình sẽ kiểm tra xem là nó có đúng như là cái dữ liệu ban đầu trước khi mã hóa không. Các bạn nhớ gõ cho nó chính xác nhé, không nó lại nhầm. Đó, sau khi mình đã lấy được cái dữ liệu mã hóa rồi, mình sẽ gõ lại cái dữ liệu mã hóa này vào cái ô dữ liệu gửi đi. Sau đó mình chọn ở bên này là giải mã, sau đó mình ấn gửi dữ liệu. Đó thì các bạn đã thấy là cái dữ liệu sau giải mã ở đây nó đã là các cái giá trị giống hệt như lúc trước mình ghi vào đúng không ạ? Nó chính là các số nguyên từ 1 đến 16. Thì chứng tỏ là cái việc chúng ta gửi dữ liệu xuống cho nó mã hóa, sau đó chúng ta lấy lại cái dữ liệu mã hóa, chúng ta bảo nó giải mã ra được đúng cái dữ liệu ban đầu, thì chứng tỏ là cái ví dụ của chúng ta đã hoạt động thành công, được chưa ạ? Đó, các số nguyên đúng từ 1 đến 16. Sau đó là để test với những lần khác thì các bạn có thể kích vào nút xóa dữ liệu, nó sẽ xóa tất đi cho các bạn. Đó, thì bây giờ các bạn có thể nhập bất kỳ các số nào nó có thể mã hóa cho các bạn. Ví dụ mình nhập toán số 2 hoặc toán số 0 như này cũng được. Đây là 16 byte dữ liệu của mình mà. Đó, xong mình chọn cái chế độ là mã hóa, xong mình kích vào nút gửi dữ liệu. Đó, thì nó sẽ mã hóa ra cho mình. Đó. Thế các bạn muốn test lại thì các bạn có thể copy cái dữ liệu xong mã hóa này đưa lên vào cái ô gửi đi, sau đó kích sang ô giải mã, ấn gửi dữ liệu, nó sẽ giải mã cho các bạn ra dữ liệu ở dưới. Được chưa? Sau đó là các bạn sẽ tắt chương trình đi. Đó, thì ở đây là cái chương trình trên máy tính này thì các bạn có thể viết đơn giản như vậy và nó hoạt động như thế này. Mình chỉ lưu ý một chút với các bạn là các bạn phải sửa tên cái cổng com ở đây. Đó, thì cái quá trình gửi dữ liệu đi thì nó đơn giản thôi. Các bạn sử dụng một cái cổng serial port này, các bạn đặt cho nó baud rate này. Đó, sau đó các bạn đặt cái number by threshold của nó là 17. Tức là sau khi nhận đủ 17 byte thì nó sẽ sinh ra ngắt, đúng không ạ? Thì nó sẽ vào đây. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút nhấn này, chúng ta gửi dữ liệu đi. Thì bước đầu tiên của chúng ta đó là chuẩn bị dữ liệu. Thì chúng ta sẽ convert tất cả các cái ô mà người ta gõ trong cái text box sang dạng byte. Chúng ta chuẩn bị vào cái mảng send data này. Đó, chúng ta gửi đi qua cổng serial port như thế này. Sau đó chúng ta đợi ở đây là đợi khi nào dữ liệu nó được trả về đúng 17 byte nó sinh ra ngắt, thì chúng ta sẽ làm động tác ngược lại là convert các giá trị người ta gửi về sang dạng text để mình hiển thị lên ô text box cho người ta xem. Thế là đơn giản. Đó, thì bài ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái bài phức hợp như thế này, được chưa? Thì mình sẽ dừng bài hướng dẫn ở đây.